Đúng rồi. Chiến thôi. Ok. Có những sự lựa chọn về. Từ sao là sao? Team này. Chắc. Vừa đấy chơi chắc rồi. Cái này thì hay rồi. What bây giờ là sao? Johnny, anh phải ăn X. Ừ. Có phải không thích chơi X? Sắp rồi. Ờ, đánh sắp đi. Ờ, hai đứa, hai đứa, hai đứa gái. Ồ, đứa gái. Em có mà đây này. Thôi để em chơi con này. Thôi, thôi để đâu chị. Để em chơi chắc thôi. Sang cái, ok cũng được. Dạ. Ok rồi. Chiến. Ô, giờ giữa là. Ăn tròn, xuống đây ăn tròn. Phải di chuyển đúng một cái ô đấy. Nó mới chơi mà ba. Anh làm đánh bên trái nha, bên phải X là đánh nhá. Lộn là nút R, L1 gì đấy. Đây này. R1. Yeah. What the fuck? Sao bóng không? Cung tên, thấy rồi đấy. Đi cẩn thận. À đúng rồi, chuẩn màn hình cứ bên phải à? Đứng ở giữa nhà. Ừ, màn hình của em bên trái, màn hình của anh bên phải. Bắn. What the fuck? Đứng ăn bị bắn đúng không? Đứng ghét tình suốt đúng không? Đi sang giữa này, đi ra giữa mà đánh mấy con này này. Bấm lúc nào đánh? X là để đánh. Để đánh, what the fuck? À đây, đúng rồi, chuẩn rồi. Ăn cái màu cộng xanh là... Mana. Ăn cái màu xanh không phải mana mà là máu. Đấy, ăn cái cục màu xanh này được máu này, nhưng mà đi cẩn thận. Ăn xong nó lộn vào như em này. Đã lộn nào? Đấy. À đây, à đúng rồi. Từ từ nhìn này. Đấy, có nó có quy luật. Đứng ở giữa này không dính này. Cái này thì lộn sao? À, đi. Động xanh máy. Càng ngày càng khó hay sao ấy. Đậu xanh rõ ràng mình đêm chơi khó, ở vừa mới vào mà. À đừng đứng vào đây để cho chúng nó không có hồi máu đâu. Đánh bọn này ra mấy cái cục xanh xanh ăn đấy thì mới có máu. Đi chơi sang kìa. Ôi đầu quầy. Thế giờ ở đâu ấy? À đây trên này. Mỗi người được chọn một cái. Anh thích chọn cái nào? Đức chọn trước đi. Em chọn này. Ok được rồi. Em chọn. Ôi. Em được cái gì? Anh thấy gì? Đấy, view kìa. Ở đây, sao vậy? Ờ, nhưng mà đâu có ít máu á, sợ chết quá. Phát là kêu gì vậy? View này ấn nút vuông là nó xoay nhá. Đây này. Ấn giữ nút X thì nó ra những cái đặc biệt. Ô, ô, đánh kia chết à? Anh không đánh được cái đấy đâu. Cái đấy là trụ bảo vệ của nó mà. Tức là không được đánh. Phải né. Anh đã chết hết mạng ở đâu, đã chết hết đâu. Vẫn còn mạng, 3 mạng mà. Ừ, 3 mạng. Mỗi cả 2 người đều có 3 mạng đấy. Mỗi người chết nó trừ đấy. Tức là tổng cả 2 người được 3 mạng đấy. Chơi cẩn thận đừng để chết. Cực kỳ cẩn thận vào. Hết máu thì đi tìm mấy cái thùng nữa. Đấy, mấy cái thùng kia. Đánh nổ cái thùng đấy nó sẽ ra. À đây, mấy cái thùng này hả? Đấy. À. Bây giờ làm sao đánh được con này? Đánh thao tôi đánh chỗ. Đây, nhưng mà đây đánh cái thùng này đấy. Rồi. Nước lấy máu đi đây. Đức chọn thùng nào. Em chọn trước thì em đang đi tìm một cái thùng này. Ơ, Đức chọn hòm này à. Ơ, đây là cái gì ấy. Ơ, what the fuck. Cái này buồn. Ơ, cái nào mạnh hơn. Cái dìu kêu. Cái dìu kêu mạnh hơn. Em có cái đàn. Đức. Anh cầm gì đấy. Hai cái chọc chọc. Hay lấy cái chọc chọc đi, lấy cái chọc chọc đi, em lấy đàn rồi. Uầy. Ô, hay nhé. Hay phết được. Cái này chọc nhanh nhé, nào, tí lên. Cái này đánh boss chắc được. Đâu buồn. Uầy, có tấm hắt. Từng. Ơ, vậy là đánh nào. À, đúng rồi, cái này làm choáng. Ơ, tránh cái đấy ra, cẩn thận, chết đi rồi. Ra chỗ em. Ra đây em làm choáng chúng nó xong mà đánh. Vã luôn, không có choáng chết gì nữa. Ôi, what the fuck. Cái kia nó đi vòng tròn mà nhìn theo quỹ đạo đi của nó thế. Né được mà. Em chân thang, chân thang. Thủ vô chỗ này à. Ê, Đức đang cầm phải cái máu. Hết làm gì ở dưới đây, không còn nữa đâu. What the fuck, không còn. Ừ. Bây giờ thôi. Đấy rồi. Piu. Ơ, cái gì ấy. Lại cái chọc này. Ơ, what the fuck, đâu màn hình nào à. Anh màn hình trái. Trái anh đây. Anh đang cầm đàn đấy. Được chuyển đàn sang chọc nhé. Ôi, kịch giỏi. Ôi, hai người cầm đàn bây giờ đâu. Chắc thế. Chắc mình đi hát kiểu
cái điều này á, đừng vào cái hoác đang cầm máu. Biu. Chả ra máu toàn ra linh tinh. Hết rồi, tí lên. Đánh giữ máu nhá, giữ cực kỳ giữ luôn đấy nhá. Cái okay, tức là đâu bằng bên trái. Đây cái này em biết đi, cái này em biết đi. Đấy. Cái này là sao? Cái này kìa. Sao? Từ nhá, anh bảo nhá, nhìn này. Cái kia nó sáng lên nào thì đánh cái đấy đầu tiên. 1, 2, 3, đấy, đánh cái này, xong rồi sang bên này, đánh cái này. Đấy, đúng rồi, cái này. À, theo kiểu câu đố hả? Ờ, 1, 2, 3, 4, 5, what the fuck? Từ từ. Trời ơi. Bình tĩnh thôi, nhìn này, tập trung nhìn nhá. Ok, được rồi. 1, 2, 3, 4, để em đánh ngay trước. Ôi, gì không phải 1 ở đấy. Ông ngáo hết cả nồi. Đứng ở đấy, số em bật đèn cho mà nhìn này. Một là đâu? À đấy. Một là trên đây. Đánh ở đấy. Rồi em đánh cái này. Cái thứ ba đâu? Thứ ba ở đây. Đó. Đánh đi. Rồi. Không nhớ chán lắm. Đấy. Một, hai. Ở đây, đây là một. Đánh đi, hai đây. Em biết cái thứ ba ở đâu? Ba đây này. Rồi cái thứ tư ở góc bên trái. Góc đây. Đấy đúng rồi, thang đi. Rồi okay. Cái thứ năm ở đây. Này. Ở trên trên thang kìa. Anh bước chậm cái nào. Đây. Gì đấy? Chìa khóa à? Ủa lại đèn. Ủa em có skin này. Ủa what the fuck? Đây chìa khóa rồi đó. Ủa bùi mi năng. Ờ đúng rồi. Đây chìa khóa này làm được cái gì? Biết chết liền. Từ. Ui giời ơi, vội thế. Không đi kiếm máu đi, tự nhiên lại đâm đầu lên. Quậy fuck kịp. Tao có bùi mi năng. Mày bùi mi năng yếu vậy. Không sao. Ôi giời ơi, cả hai người có ba mạng thôi anh ơi, anh chết vừa thôi. Chưa gì ạ, còn mỗi một mạng. Vãi nồi ông anh tôi. Quả này thì đúng không ạ? Ờ, ông là sao? Game over sớm. Không phốc, đầu buồn. Áo. Cái này cái gì ạ? Không biết, XD. Sẻng. Đấy, skin sẻng, tắp giáp mà xem. Tắp giáp hả? Ừ. Biu. Đào máu à? Ồ, đào tiếp đi. Đào máu. Tắp giáp tiếp. Tắp giáp. Biu. Đào liên tục đi, đào bao giờ hết mana thôi. Rồi hết rồi. Ôi, kinh nhở. Cái skill này khó mà game over lắm. Ui, đánh boss rồi, thôi xong rồi, ngu người. Ôi, không nhớ, nhớ con này chưa? Nhớ là nhưng mà đâu có skill mà. Vâng. Sao? Đủ chưa gì đã. Ôi, chết bà. What the fuck, sao? Đâu mà mình phải à? À, chỗ rồi. Chỗ rồi. Ây. À, gọi đệ, gọi đệ. Đánh đàn làm tiếp đi. Ơ, con này đánh được. Uầy, đâu uầy. Châu uầy. Ô, con này có sự kín xa. Uầy, fuck it. Trời đậu. Đứt cầm máu đứt thì em kêu lên hát nhở. Đào đi. Ok, đào đi. What the fuck? What the fuck? Đang làm cái trò gì đấy? What the fuck? Đang cầm cái gì mà phóng sai rồi đây? Nhưng mày đang ngươi cái gì? Kéo nó xuống kìa. Đồ buổi. Ôi, biu. Đây nó đánh mất mana rồi đó. Ôi liệt bà. Cả đánh đàn làm cái gì vậy? Trời đậu. Mình nhầm nút hoài. Lộ con này nó trước. Mày. Mày biết đào. Ok rồi, đã có máu rồi. Đào em ơi. Đào đi. Nó không đào đây đây. Đào. Xin tìm máu nào. Giữ skin xẻng nhá, đừng có đổi cái khác nhá. Ok được rồi. Giữ skin xẻng để đào được máu đấy. Nó không phép nhở. Miễn là không đào được nhiều nhưng mà có cái máu xanh là được rồi. Có mana ok rồi, có mana tạo ra được nhiều lần khác rồi. Ừ. What the fuck? Ui, lục phát đôi, what the fuck? Đúng rồi. À, chạy đây.
một mạng à, hết mạng rồi. Đào đi, đào đi anh, chờ em đây mà. Đây 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 đây. Cứ đào đi, đứng đây đấy. Ôi có thấy thế thì máu. Phát nữa, thêm phát nữa. Người ở đây này. Yên tâm em biết cách xử con này. Em né được. What the fuck? Chúng nó hạ mà bay cục. Ờ, tránh xa mấy cái cục lầy của nó ra. Chúng nó nhảy vào cục lầy thôi mà. What the fuck? Xuyên máu, xuyên máu, xuyên máu. Em xuyên máu rồi. Được con xíu. Được con xíu vậy. Không có màu xanh, phải có xanh lá cây cơ. Xanh lá cây à? Đùa. À đùa, em tách rồi. Oh shit. Chạy đi, chạy đi. Có mình anh thôi. What the fuck, sao có mình cơ? Giết nó đi. Tại anh chết nhiều mạng và hết mạng rồi. What the fuck, đầu buổi. Chém nó. Đầu buổi. Chém nó, ông nói vậy vừa thế. Xong một con rồi này. Còn con nữa. Ôi, đừng nói nó phân thân ra làm hai nữa nha. Và chết nó đi trời. Đâu rồi? Đấy. Đấy à. Đứng đứng, nó đang nhảy, không nhảy nó đang đi chơi đi. Để nó nhảy xong đã, nó chết. Ây, không sao, đứa vẫn có dính máu được mà. Không có cái xẻng không đào bao nhiêu máu mà sẽ hết. What the fuck? Đâu rồi? Cái gì vậy? Chém xong rồi đi ra. Chỉ là ít thôi. Ê, ông bố văn hóa. Ông lính tay tinh. Ê, không được máu rồi. Được máu rồi, đấy. Cộng. Ui, không sao, không sao. Cộng xẻng bao nhiêu mana kìa mà. Đấy, đào cho mình nhiều nhiều thì. What the fuck? Sự kinh khỏe đấy. Ôi, mình ước gì mình được xẻng. Từ từ. Vào, đứng gần nó, đứng gần nó. Đấy, nó nhảy xong rồi kìa. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Ôi phát kịp. Nhảy tầng 4 cái rồi mà. Tôi đứng đây đâu, không luôn. Đào. Đi gần gần nó tí cũng được mà. Không quá sát là được. Đào được. Đã. Hả? À. Thôi tạm dừng video tại đây.